Website tăng tương tác, dịch vụ mạng xã hội Facebook, TikTok, Instagram giá rẻ, 1.000 lượt theo dõi giá 10.000 đồng, 1.000 lượt thích giá 9.000, và nhiều dịch vụ khác. Truy cập ngay website livevip16.com. Em mới vô tình thì chụp hình chơi tụi mẹ để định lòng còn quê lưng, quê lưng mong định những người cười còn vững vững kêu như năm pháo cùng dòng người đến xem họ không được kinh nghiệm có phần như là hết thiên vọng anh như kẻ là có phần như là kim đứng ở đỉnh núi sông anh là một con cầm đồ sẵn sàng chấp lời hồ theo cho anh cả một cuộc sống nhưng cảm tình vô cùng chờ vì lúc anh ta còn trẻ nên đời bạn còn mưu sinh anh chưa học hết lớp 10 người ta gọi là lưu linh anh đã có với sông nước và cảnh quan trong mùa má đỏ môi hồng cho anh mừng đặt anh trong cù khoai non che tay bước ra đồng mồ hôi còn ướt má hồng chưa phai bàn chân nằm ngon xinh hoàng em đi trong nắng chang chang anh trong sao thấy hoang mang vì thương em giúp trong cái đám cháy lan là anh chứ không ai chồng em trong tương lai mùa có chính cho tới mấy mùa thì anh vẫn đi theo em hoài hơi như em cô gái bông đào anh đừng anh kết rượu hồng pháo hoa anh đi cùng mẹ cùng cha đưa em đi khắp miền tây quê mình trần gian bao nhiêu lần thế thái bế bàng mình quay bước ngỡ ngàng thêm một cuộc tình bước sang trang tìm đâu riêng anh một chân ái vĩnh hằng đành cứ nhủ mình rằng phần duyên cánh ngang ôm cây đắng thà yêu lấy một người bình thường để đêm về thì thầm nhớ thương mặc cuộc đời này sao cũng được ở quá khứ và cả hiện tại yêu thương nào cùng nhạt cũng phai chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dài ai dối trá và ai thật lòng chẳng quan trọng nữa rồi phải không nơi nào còn bình yên thì cây sẽ mọc ngày nhắm mắt cho đêm tì tiệm đêm mưa về đồ nặng mái hiên hỏi lòng người liệu có bình yên biết điều tôn trọng người lần đấy đức kinh nó rất thọ đánh 83 mà nó dập 38 thì đấy là số may mắc nhỏ nhưng mà thôi không sao tiền thì đã mất rồi không việc gì phải nhăn nhó nếu mà cảm thấy cuộc sống bế tắc hãy bốc cho mình một bát họ mình chỉ cần photo cái chứng minh thư và sổ khẩu mang qua tiệm cầm đồ không vấn đề gì về độ chầu đọc cái địa chỉ nhà tao cho thằng em qua nhà mày check đã đưa cho mày tờ giấy mà chỉ việc ký là có tiền mặt à nếu mà nó có hỏi thì mày cứ bảo là chị Hà giới thiệu bốc cái bát 20 mà mày được cầm về tận 16 triệu đường đường là một dân chơi cái gì chứ tiền thì không được thiếu mày cứ chơi đồ hiệu thì kiểu gì chẳng có nhiều đứa yêu hiểu anh nói không thương anh mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội mấy đèo em cũng qua chứ thương anh nào ngại chi đường xa em ước mong sao hai đứa chung một nhà dù đường gặp gần em dắt anh đi nhọc nhằn nào đâu xa chi thân ta chung lòng nguyện thề trọn đời mặn nồng vậy ta không dệt mong uyên ương về nhà chọn một ngày lành cho đôi mình đẹp tình yêu thương giơ bàn tay cô kìm nén những cảm xúc vùi mình vào đêm đen ôi anh chẳng tìm thấy lối ra ôi tội quá sau lưng là tiếng nói yêu anh chẳng rời xa anh trước mắt anh điều đấy nó cho cha tại sao người vội quanh mau bài ca anh viết sẽ không được trọn vẹn đâu em yêu một ai thần rồi ôi mãi chẳng là anh đâu vậy thì người cứ bước đi xa anh bình minh sẽ không còn nơi đây những người yêu sẽ không còn nơi đây thà yêu lấy một người bình thường để đem về thì thầm nhớ thương mặc cuộc đời này sao
Đi hát vui lắm em, vì đồng âm của anh họ rất tuyệt. Bọn anh hát cùng nhau khiến cho thanh xuân này như bất diệt. Anh thấy mình không cô đơn, không áp lực vào buộc chân anh. Nhiều khi anh lên sân khấu mà giữa khán giả họ thuộc hơn anh. Anh cũng có những hợp đồng, những điều khoản mà anh phải dần quen. Anh cũng cần tiền, những dự án họ nói họ cần đen. Và những con số nặng tới mức đủ sức làm choáng mình. Nhưng em yên tâm, anh bán chất xám chứ chưa từng bán mình. Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như đứa cơm của thạch xanh. Ai muốn lấy cứ lấy, không thể nào mà sạch bánh. Thoáng nghe câu xa xôi, câu chuyện em nói hơi xa rồi. Em lừa em dắt đôi ba lời. Thôi thôi em ơi đừng ai nếm ai còn đâu. Ngày em lạ lắm, câu chuyện em nói hơi xa vời. Em lừa em dắt đôi ba người. Thôi ta chia tay đường ai, nếu bây giờ đây giờ thì còn lại ai. Ngày mai anh sẽ không bên cạnh em nữa đâu. Xin trôn vùi nơi đây sâu, lãng quên chuyện tình dãi dầu. Dù sao khi ta cũng đã yêu nhau hết lòng, đã mơ mộng, đã hy vọng để chẳng còn bên nhau, gửi nhau câu chào mà lòng đau biết bao. Vì còn mẹ già em thơ, đám ăn sinh thành dù lòng như mây lững lờ. Hỡi em má đỏ môi hồng cho ăn mừng đất ăn trong củ khoai. Nón chai tay bước ra đồng mồ hôi còn ướt má hồng chưa phai. Bàn chân năm ngón xinh ngoan, em đi trong nắng chang chang. Anh trong sao thấy hoang mang vì thương em nhất trong cái đám trai làng là anh chứ không ai. Chồng em trong tương lai. Mùa có chính cho tới mấy mùa thì anh vẫn đi theo em hoài. Ơi em cô gái bông nào em mừng em kết rượu hồng pháo hoa. Anh đi cùng mẹ cùng cha đưa em đi khắp miền Tây quê mình à. Mọi người hãy cài đặt Lipmark để kết bạn, giao lưu, nói chuyện và kiếm người yêu của mình nhá.